Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt trên đường Phạm Văn Thuận. Bây giờ Phú sẽ đi qua đường. Cái chỗ này nó là thuộc khu phố 8, phường Tân Mai. Xin lỗi quý vị. Cái đường này nó là thuộc khu phố 8, phường Tam Hiệp. Hôm nay là thứ ba, ngày 16 tháng 11 năm 2021. Bây giờ là hơn 3 giờ chiều, trời đang rất là âm u, chuyển mưa. Phú vừa mới ở khu vực phường Tân Mai, bây giờ Phú đi qua bên này. Chỗ này nó là phường Tam Hiệp quý vị nhá. Đó là khu phố 8, phường Tam Hiệp. Này đi dạo một vòng ở khu chỗ này, cập nhật tình hình cho quý vị xem là hôm nay nó có gì biến đổi hay không. Cái khu chỗ này thì nó thuộc ngay khu vực giáo xứ Đa Minh đấy quý vị. Đi thẳng lên cái đường mà Cám Long Châu hồi trước đó. Rồi công ty giày Bitis. Trên con đường này buổi sáng thì có cái chợ nhỏ cái khúc này này, nhộn nhịp lắm. Nhưng mà buổi chiều thì không có gì cả. Người ta chỉ họp chợ tí buổi sáng thôi. Thực ra thì nó không phải là cái chợ gì hết. Do bà con đây thì người ta cứ bày bán ra, bán cho những người trong làng xóm ta mua. Đấy. Bán cũng rất là lâu năm rồi. Chỗ này người ta sẽ lên một cái dốc rất là cao. Buổi chiều bên này cũng im ắng lắm quý vị, chưa thấy gì sôi nổi cả. Thường thường thì vào cái giờ này là bà con khi mà người ta nghỉ trưa xong là người ta cứ làm những cái công chuyện ở trong nhà thôi. Rồi nếu mà có buôn bán gì thêm thì ít nhất phải khoảng cỡ 5 giờ người ta bắt đầu ta dọn hàng ra quý vị. Còn không thì giờ này chỉ là bán những cái đồ ăn vặt, đồ ăn vặt thì ít lắm. Đây chúng ta ra cái đường Lý Văn Sâm. Đường này gọi là cái đường Cám Long Châu hồi xưa đó. Tôi sẽ đi thẳng cái đường này. Chúng ta đi ra cái đường Đồng Khởi. Tôi thấy là bắt đầu có những hạt mưa nặng hạt rớt vào trong người rồi. Không biết là có đi quay được nữa không nữa. Tí mà mưa to quá chắc cũng phải dừng lại. Mấy ngày hôm nay thì cũng ảnh hưởng mưa bão ở phía ngoài miền Trung, miền Bắc. Đấy, cho nên là ở trong này nó âm u lắm quý vị. Có hôm thì thời tiết cũng đẹp, hôm thì âm u lắm. Giống như sáng nay thì mưa đến tận cả gần đến trưa. Cứ mưa lầm rầm lắc rắc. Nhưng mà nếu chúng ta đi ra đường thì sẽ ướt người liền. Đến chiều nay thì nắng được chút xíu, bây giờ lại âm u. Đây chỗ này có cái chợ nhỏ này quý vị. Đấy, người ta bán rải rác đây này. Ở bên khu Tam Hiệp này ấy, là hay có những cái chợ chợ tự phát dạng như này. Bà con người ta cứ bán rải rác. Đấy, người dân đây người ta đi mua về ăn. Đây hải sản này, tôm cá mực đầy đây, gà này. Đây, Phú bắt đầu ra tới cái đường Đồng Khởi nha quý vị. Chờ cái đèn đỏ. Rồi đi thôi quý vị ơi, săn lên rồi. Đây cũng sẽ qua đường luôn, qua đường và đi thẳng qua bên phía bên này. Đi qua bên này là thuộc phường Tân Hiệp. Đi thẳng qua bên khu làng Đại học Đồng Nai.
cái khu này bây giờ khá là phát triển quý vị. Đấy, chỗ này đi ngang qua những cái quán cà phê ở đây rất là nhộn nhịp và sầm uất. Giờ này là giờ các quán cà phê lên ngôi, trưa nắng, bạn bè rồi đối tác đó vào quán cà phê, làm quán cà phê, là làm ly cà phê là tuyệt vời, làm ly cà phê ly sinh tố mát mẻ. Quán cà phê nào bây giờ cũng chật cứng, đầy xe luôn. Đây, đi lên cái đường này để đi qua khu vực làng Đại học Đồng Nai. Đấy, nơi đây thì có rất là nhiều những cái quán ăn, quán cơm bình dân cho sinh viên, rồi quán trà sữa, quán cà phê. Ký túc xá trường Đại học Đồng Nai bây giờ được lấy làm khu cách ly này. Ồ, những quán cà phê ở đây Phú thấy là vẫn chưa có hoạt động mấy. Đây, quán cà phê này khá đông này. Đấy, xe lớn lên rồi, nhường cái xe lớn quý vị. Đấy, đang chạy phải nhường cái xe lớn luôn. Đó, là phê này không có đông lắm. Đấy, cái quán là đường này lại đông này. Đó, cắt quá trời. Đấy, quán này lớn quá trời, không có ai văng hoe. Đây, cũng sẽ đi lên cái đường này nha, rẽ tay trái này. Trước mắt của quý vị bên phía này đó là trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, một ngôi trường có tiếng ở Biên Hòa, chuyên văn. Bên phía bên này thì ngày xưa là trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai, sau này thì được nâng bậc lên là trường Đại học Đồng Nai, chuyên đào tạo các giáo viên. Đi thẳng cái đường này vào, trước mắt quý vị đó chính là sân vận Đồng Nai quý vị ha, sân vận động đó. Con đường này bình thường nếu mà không phải là dịch, cái giờ này quý vị đi ngang qua là nguyên con đường toàn là bán đồ ăn vặt không à, nhiều lắm. Chiều tối ở đây thì cũng có thể nói là một cái khu phố ăn vặt, ăn chơi, ăn nhậu luôn. Đấy, rất là nhiều đây, nhộn nhịp lắm. Nhưng mà cái mùa này thì cũng nghĩ chắc là không có đâu, phải giảm thiểu thôi. Đấy, đây là sân bay Đồng Nai này quý vị ha. Đấy, sẽ đi qua này. Đấy, chiều tối là nguyên một cái đoạn đường này. Đây là cái vỉa hè mà các quán ăn, quán nhậu ở đây người ta mở lên, nhộn nhịp luôn. Đó, giờ này thì chưa có gì cả. Quán cà phê bên này giờ này cũng khá vắng, giờ này không có khách mấy. Đây, tôi sẽ đi lên con đường này nha quý vị. Đây, rẽ lên con đường này. Con đường này hồi trước mà đi vô chạy tới đây là toàn là vườn điều, vườn liễu không à, đâu có ai ở đâu. Về sau mở đường xá ra, bán đất bán cát, có tiền xây nhà dữ dằn luôn. Rồi có khu dân cư Đinh Thuận bên này, thuộc khu phố 5 phường Tân Hiệp. Đấy, mở ra làm cái chỗ này đất đai có giá, dân cư ở đông sầm uất. Và cái khu này cũng là thuộc cái dạng khu mới nổi, dân tư xứ nhiều. À, dân gốc Biên Hòa cũng có nhưng mà ít thôi. Đại Phú sẽ qua đường nha. Chỗ này là nó thuộc khu phố 3 phường Tân Hiệp. À, cũng là cái khu mà dân tư xứ ở đây khá là đông. Con đường này là con đường rất là nhộn nhịp từ sáng đến chiều đến tối luôn. À, nhưng mà hôm
hôm nay đi vào thấy cũng vắng. Dê tơ 220.000 một ký. Ồ, ốc xào xạ ngon quá quý vị. Đó là những cái món ăn vặt như vậy, vào làm dĩa ốc là vài chục ngàn, bán hết cái thau ốc đó là đủ êm rồi. Đấy, khu này là những cái quán ăn sáng, bây giờ không bán. Tới đây chúng ta sẽ đi qua một cái đường rầy xe lửa và cũng sẽ được quý vị đi qua một cái khu chợ nhỏ thịt heo này. Đi qua một cái khu chợ nhỏ ở đây. Khu chợ này là cũng đã đưa quý vị đi qua rất là nhiều lần rồi. Hôm nay đi qua lần nữa coi xem là tình hình như thế nào. Đi thẳng cái đường này là quý vị cũng sẽ đi ra khu vực cầu sập đồng Hố Nai quý vị nha. Đấy, thẳng đường này ra cầu sập Hố Nai nè. Thì cũng sẽ không ra cầu sập mà cũng đi vào đây. Chúng ta đi qua cái chợ nhỏ ở đây nè. Ôi cha, cái đường bé xíu mà xe đậu lớn đậu này à. Hết đường luôn. Đây, đi qua cái chợ quý vị. Chợ này buổi chiều rất là ít người bán nữa các bạn. Chợ này buổi chiều rất ít người bán luôn. Buổi sáng thì người ta ngồi kín hết con đường này. Buổi chiều lắc lai rai có vài người à. Rất ít người bán luôn. Chiều là không có họp chợ. May quá quý vị, may là thắng kịp. Cái xe tải ra gấp quá. Đây, đi ra cái đường này. Đi cái đường này là chúng ta sẽ đi thẳng ra đường Nguyễn Ái Quốc nha quý vị. Xe tải nó ở trên cao, nhiều khi nó có những cái điểm mù, nó không nhìn thấy. Chúng ta đi xe máy, chúng ta chạy ở dưới thấp, chúng ta không tránh kịp thì chúng ta thiệt thân. Đấy. Khu trong này bây giờ khá là phát triển luôn. Hồi trước trong này cũng vắng lắm quý vị. Đây, quán phở Lý Quốc Sư buổi chiều không bán. Chúng ta ra tới đường Nguyễn Ái Quốc, ngay khu vực cầu Săn Máu quý vị. Đến đây thì Phúc xin được tạm dừng cái video này ở đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an trong giai đoạn này quý vị nhé.